Yo, lại là mình Tư Hậu Gaming đây và chào mừng các bạn đến với channel của mình. Trong thời gian qua thì có nhiều bạn có comment hỏi mình là làm sao để mà giảm lag khi mà chơi game. Mình có giải thích một số vấn đề đó là về SSD cũng như là về cái setting đồ họa của anh em. Còn một cái vấn đề nữa mà mình chưa nói tới đó là cái vấn đề về ping. Ping đó là liên quan tới nhà mạng cũng như đường truyền internet của anh em. Thì đầu tiên nếu mà anh em muốn giải quyết vấn đề về ping đó, thì anh em phải xác định cho mình là anh em ngồi gần wifi nếu như anh em xài wifi. Và vấn đề thứ hai là anh em nên sử dụng mạng LAN, tức là mạng xài dây á anh em, thì nó sẽ hợp lý hơn cũng như là nó đẩy được cái tốc độ đường truyền cao nhất có thể, nó không bị thất thoát đường truyền cho anh em. Và tất nhiên đó chỉ là vấn đề về phần cứng, và còn một vấn đề nữa mà chúng ta cần giải quyết đó là vấn đề về phần mềm. Lý do Naraka có lượng ping cao á là cái server nó đặt xa nhau, khá là xa cái khu vực mà chúng ta ở. Thì việc này nó sẽ dẫn tới là ping của anh em nó sẽ dao động rất là cao và nó không ổn định. Một số nhà mạng thì nó có thể là nhảy lên 400-500 ping. Và cái cách giải quyết vấn đề này cũng khá là đơn giản mà hiện tại nói chung là anh em cũng ai cũng có thể làm được. Đó là về chúng ta sử dụng phần mềm GitHub. Về cách thức hoạt động của GitHub thì anh em có thể hiểu đơn giản như thế này. GitHub họ sẽ làm trung gian, tức là họ sẽ kết nối tín hiệu giữa server Naraka và server của anh em, để họ làm trung gian và họ rút ngắn cái khoảng cách đó lại và họ có một cái đường truyền tốt hơn và truyền tín hiệu tới anh em nhanh hơn. Và trong thời gian vừa qua thì mình sử dụng phần mềm này khá là nhiều và có nhiều anh em lên phim xem mình thấy ping 40, anh em hỏi mình là làm sao mà ping 40 vậy. Thì thường thường anh em chơi game nếu mà ping ổn định của anh em thì tầm 60, 70, có thể là lên 80, cũng có thể là một số anh em lên cả 100. Thì cái việc ping cao này nó sẽ ảnh hưởng đến trải nghiệm của anh em, tức là đòn đánh của anh em nó sẽ bị delay hơn. Và trước khi mình giới thiệu phần mềm này đến với anh em thì mình cũng đã nghiên cứu về phần mềm này cũng như là nguồn gốc xuất xứ và cũng như việc Naraka có cho phép sử dụng phần mềm này hay không, để tránh trường hợp anh em bị banned do phần mềm thứ ba. Ok ha. Và sau khi mình tìm hiểu thì mình đã tìm được một cái liên kết đối tác của Naraka và Regup. Như anh em thấy đây là trang chủ narakathegame.com, là trang chủ chính thức của Naraka. Thì họ có đăng một cái thông tin đó là event Naraka collab với lại GearUp và họ chính thức trở thành đối tác với nhau. Và cái event này nó sẽ miễn phí cho anh em sử dụng phần mềm GearUp là trong 1 tháng 6 đến 31 tháng 7. Nhưng mà hiện tại ở phía bên GearUp họ cũng đăng một cái thông tin tương tự, và họ cho chúng ta một cái thông tin đó là event time, đó là long time, tức là một thời gian rất là lâu dài. Và mình cũng thử liên hệ bên phía bên GearUp thì họ có nói là dự kiến là lâu dài, có thể là vĩnh viễn. Thì đây cũng là một thông tin khá là vui cho anh em nha. Và anh em có thể yên tâm sử dụng phần mềm từ lúc mà nó free cho tới khi mà trả phí nếu mà anh em cảm thấy ưng ý ha. Rồi, về cái cách thức tải phần mềm này thì nó khá là đơn giản. Thì anh em vào cái bất cứ cái video nào của mình và anh em ấn vào cái link này nè, phần mềm giảm ping Naraka mình sử dụng nè, bạn bấm vào đây và xong bạn tải về cho Windows. Phần mềm này ngoài ra nó cũng hỗ trợ trên thiết bị Android cũng như là iOS nha anh em. Anh em có thể giảm ping trên đó. Và khi mà tải về anh em bấm giùm mình install ha. Và mình chọn ở đây là tiếng Việt. Mình có tiếng Việt nha anh em nha. Tiếp tục. Và chúng ta cứ cài đặt bình thường nha. Rồi. Giới thiệu với anh em đây là phần mềm của GearUp. Và chúng ta có một phần đó là phần đăng nhập ở đây. Anh em bấm vào đây giúp mình nha. Đây, và anh em có thể đăng nhập bằng Google hoặc là tài khoản Facebook. Thì ở đây mình đăng nhập bằng Google nha anh em nhé. Rồi, sau khi đăng nhập thành công thì chúng ta quay trở lại phần mềm. Thì ở đây đó là một cái gói của mình, đó là chúng ta có thể có thời gian free là 3 ngày miễn phí dùng thử. Thì khi mà anh em miễn phí dùng thử, anh em có thể sử dụng cái phần mềm như là Discord nè, tăng tốc Discord nè. Và anh em có thể thấy đây là phần mềm kết hợp rất là nhiều cái tựa game khác nhau. Ví dụ như là Valorant nè, Dota 2 nè, chúng ta có PUBG nè, Genshin Impact nè. Và nhân vật quan trọng của chúng ta đó là Naraka. Và hiện tại Naraka chúng ta còn được free 23 ngày. Và 23 ngày này á thì nó có thể reset nha anh em. Tức là tùy theo cái sự đối tác của hai bên GearUp và Naraka mà có thể free tiếp tục cho anh em. Thì hiện tại là phần mềm đang còn free 23 ngày thì anh em cứ tranh thủ dùng thử xem như thế nào ha. Ngoài ra nếu như anh em muốn tăng top ping của những tựa game khác thì anh em có thể mua gói thành viên ở đây. Và ở đây chúng ta có 3 gói nha anh em nha. Và gói đầu tiên là gói 1 tháng, gói 3 tháng và gói 12 tháng. Thì gói 1 tháng thì chúng ta có chi phí đó là 49.000 đồng và vị trí 1 ngày chúng ta mất 1.600. Và chúng ta có thể chuyển khoản qua những cái kênh rất là dễ, đó là Momo nè, tài khoản ngân hàng thẻ ATM nè, vân vân. Ngoài ra anh em nào có bảng giảm giá thì mình có thể add bảng giảm giá ngay đây nha anh em nhé. Và ở đây chúng ta có gói 12 tháng, đó là chúng ta sẽ giảm được 27% và vị trí mỗi tháng là chúng ta là có 36.000 đồng và tổng chi phí là 432.000 đồng.
thì đây là một cái gói khá là rẻ so với những cái phần mềm giảm pin khác, và đặc biệt đây là cái đối tác của Naraka nữa nên rất là yên tâm nha anh em. Còn cái gói thứ ba là gói 3 tháng anh em cũng có thể tham khảo nha. Và để sử dụng phần mềm thì khá là đơn giản, thì anh em chỉ cần việc ấn vào đây là tăng tốc, rồi anh em chọn server của mình. Mình chọn server C ha. Thì cách thức kết nối nè, anh em có thể dòm đây nè, là từ mạng internet của bạn nè đến với GearUp và đến với game server, thì nó sẽ tự chuyển server anh em, tức là nó sẽ tự tìm cái server tốt nhất cho anh em để anh em có cái tốc độ đường truyền nhanh nhất. Thì có những anh em trên kênh chat của mình có nói với mình là bị nghiện phần mềm này, lý do là ping từ 400 nó xuống còn 40, thì đó là một cái việc giảm rất là nhiều nha anh em nha. Và anh em có thể thấy đây là ping nó đã được cải thiện nè, là 63% nè, ping còn 24 nè. Thì phần mềm GearUp này nó đã kết nối trực tiếp với Steam rồi, nên anh em chỉ việc là khởi chạy game thì nó sẽ chạy game trực tiếp cho anh em nha. Ok, bây giờ game đã chạy nha anh em. Mình sẽ vào thử test thử cái ping cho anh em xem như thế nào. Đây, chúng ta có thể thấy là ping server C nè, chúng ta nè, là 27 nha anh em. 27 ha. Cái ping 27 này là ping mà khi mà chúng ta chưa load bất kỳ thông tin nào. Khi mà chúng ta load thông tin, tức là những cái nội dung từ server gửi về á, thì nó sẽ giảm một tí. Tức là nó phải có một cái sự tiêu hao về ping nhất định nha. Rồi bây giờ mình sẽ vào phòng tập test thử cho anh em xem sao nha. Ok, vừa vào phòng tập thì anh em có thể thấy ping của mình là 11 nha anh em nha. Và nó sẽ tăng lên, lý do là sẽ load những cái thông tin xung quanh. Và bây giờ ping đang ổn định ở mức tầm 40. 40 thì bây giờ mình sẽ chơi game thử xem sao nha anh em nha. Đây, ping vẫn là 42 nha anh em. Rồi, nếu mà không sử dụng GearUp thì chúng ta sẽ như thế nào? Bây giờ mình sẽ tắt phần mềm GearUp thử xem sao. Giờ mình sẽ tắt nha. Và game nó sẽ mất kết nối một tí, và nó sẽ chuyển đường truyền về đường truyền bình thường của mình. Đây, đây là đường truyền bình thường của mình. Thì cái ping anh em có thể thấy nó là dao động khoảng 60 nè anh em, 67 nè anh em, 74 ha, 60 mấy, đây, nó sẽ dao động khoảng 60 tới 70 mấy. Thì cái việc mà ping cao như thế này á, anh em có thể cảm nhận được là cái đòn đánh của mình nè, cái đòn đánh của mình nè, nó sẽ bị delay một tí. Còn việc mà anh em sử dụng GearUp lên á, thì nó sẽ giảm ping, và cái đòn đánh của mình nó sẽ ngay tức thì luôn, có thể gọi là ngay tức thì luôn anh em. Rồi đây, chạy rất là nhanh, và hiện tại ping đang là 40 nha anh em nha. Và mình đánh nè, đấy, nó làm như nó gần như là ngay tức thì luôn anh em. Và việc ping thấp như vậy á, thì nó sẽ giúp anh em combo rất là nhanh. Ví dụ đây, và còn một vấn đề nữa là khi mà anh em parry, cái động tác parry của anh em nó sẽ hiện nhanh hơn, và nó dễ dàng bị parry hơn. Và còn một cái vấn đề vui nữa, đó là khi mà anh em quăng đầu xanh á, thì đối thủ cũng sẽ dễ parry anh em hơn. Nhưng mà nó sẽ mang đến cho anh em một cái trải nghiệm game nó mượt mà hơn. Ok, và anh em nào thích video của mình, đừng quên ấn like và subscribe, cũng như là chia sẻ video này nha. Anh em nào muốn tải phần mềm GearUp thì có thể vào phần bình luận, cũng như là phần description ở dưới nha anh em nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều, hẹn gặp anh em trong video tiếp theo. Bye bye anh em.